Ta là con chim cánh cụt, ta đến với thế giới này vì ta yêu nước Nhật. Vậy những người đến với thế giới này có những công dụng gì? Ta đến thế giới này để cứu nhân độ thế, đặc biệt là để giúp cho những con người ngu si trần độ như là con Ngân và thằng Vi để nó không còn ngu si nữa. Vậy thì kế hoạch của nhà ngươi muốn cho chúng nó không còn ngu si là nhà ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ trừng trị chúng theo cách thích đáng. Mỗi khi mà chúng ngu thì ta sẽ tán vào mặt của bọn chúng để cho bọn chúng không còn biết thế nào gọi là ngu si đần độn. Vậy thì kế hoạch nhà ngươi thật là hay ho. Nhà ngươi có thể biểu diễn cho ta xem được không? Không được, ta chỉ có thể biểu diễn với sự giúp đỡ của nhà ngươi thôi. Cho nên nhà ngươi hãy giúp ta tán gọt chúng đi. Rồi tắt đi. Tắt vô mặt của My nè. Con quay phim mày. Xong chưa rồi?